Dream xin thân chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay xin trân trọng giới thiệu với các bạn một cái khu thương mại người Việt ở phía bắc thành phố Melbourne, tên là Lalo. Khu thương mại này nằm trong cái thành phố Epping, bắc thành phố Melbourne, khoảng chừng 15 km về phía bắc. Thưa các bạn, thì đối với những cái khu thương mại người Việt ở Melbourne thì đa số tập trung của người Việt của chúng ta ở những cái khu đông người Việt và xen kẽ của những cái người Úc bản xứ. Bởi vì cái đặc biệt là ở những cái khu người Việt chúng ta thì có nhiều cái nhà hàng đặc sản, do đó người Úc rất thích. Do đó thì cái khu thương mại thường thường phát triển. Và hôm nay Tri Lim xin trân trọng giới thiệu với các bạn bây giờ khu thương mại người Việt ở Slalo. Thưa các bạn, ở trước mặt các bạn đây là cái cửa hàng thương mại thực phẩm Á Châu các bạn ạ. Đây, trong đầu tiên là cửa hàng thực phẩm Á Châu. Thì các bạn thấy là đây là cái Hải Phố Market. Có bánh mì bán bên trong các bạn. Cửa hàng này đó thì thứ nhất là tất cả các dịch vụ của cái đặc sản, như là đầu tiên các bạn thấy là ở đây là bán đầy đủ các thứ mì gói vân vân, các đặc sản về dụng cụ của thực phẩm gia đình các bạn ạ. Thì cửa hàng này rất là lớn các bạn, rất lớn, bên trong đầy đủ các thực phẩm dịch vụ của người Việt chúng ta. Thì các bạn thấy là ở đây bên trong này thì rất nhiều sản phẩm các bạn. Các bạn thấy bia rượu và thực phẩm các cái rất là nhiều các bạn nhé. Bên cạnh đây là các bạn thấy mì gói nhập từ Hàn Quốc, Việt Nam này, rất là nhiều. Và kế tiếp đây là cũng một cái trạm điện thoại công cộng các bạn ha. Trạm điện thoại công cộng này cũng rất là lâu đời lắm rồi. Bây giờ kế tiếp là qua cái cửa hàng kitchen và cái đồ coi như là đồ vật dụng trong gia đình các bạn. Đây, cửa hàng bên trong bán rất nhiều dụng cụ trong gia đình đó các bạn. Và đây, cái đây là một cái tiệm thịt các bạn. Shopping nào cũng có những đầy đủ các cái, như là tiệm thịt. Phía bên trong là tiệm thịt. Đây là cái đấy là cửa hàng bánh mì đó các bạn ha. Tiệm bánh mì. Trong đây người ta bán bánh mì tất cả các cái đầy đủ. Off-bread. Bánh mì này bán 7 ngày trong tuần luôn đó các bạn. Các bạn thấy không, thực phẩm Việt Nam mình đi đâu thì thực phẩm truyền thống đi theo đó. Bánh mì đó các bạn. Và cái tiếp đây là bán cửa hàng thời trang các bạn. Ở đây người ta bán những cái dụng cụ như là giày, dép, vớ, là các cái túi xách của các chị em phụ nữ, đồ nữ trang, nữ trang các bạn ạ. Rất là đầy đủ. Cửa hàng thời trang. Cửa hàng thời trang này của người Ý các bạn. Người Ý, do đó người ta nhập hàng ở Ý rồi qua đây người ta bán. Nói chung cửa hàng này là hàng bán rất chất lượng các bạn, rất chất lượng. Cửa hàng thời trang của người Ý rất chất lượng. Và kế tiếp đây là văn phòng luật sư các bạn ha. Người ta đang mua bán trái cây rất là nhiều, đang lựa trái cây các bạn. Đây là cửa hàng Lebanese, tức là bán bánh mì Lebanese các bạn. Bây giờ người ta đi mua trái cây rất là nhiều các bạn ơi. Các bạn thấy có giá cả trái cây rất nhiều. Và tới đây là cái Direct Commerce Outlet. Cửa hàng này là cửa hàng thuốc tây các bạn ha. Trong cửa hàng thuốc tây này cũng đầy đủ tất cả các vật liệu. Các bạn thấy thuốc tây phía trong bán rất là nhiều nha các bạn.
Ở đây là những cái mặt hàng ở ngoài bán ở Sài Bông ha các bạn ạ. Ở cũng tiệm trong cái pharmacy này bán rất là nhiều. Các bạn thấy đây là cái tiệm thuốc tây Direct Gourmet Outlet, tức là bán những cái hàng thuốc tây giá rất là tốt. Các bạn thấy đây là cửa hàng bán thực phẩm nữa, tức là thực phẩm này của người Ý đó các bạn. Đây là các là hạt đậu của người Ý nhập từ Ý qua. Tất cả các loại hạt đậu của người Ý nhập qua đó các bạn. Không thiếu một cái món gì từ các nước trên thế giới về đây. Các bạn thấy bên trong rất là nhiều. Và cái tiệm đây là cái tiệm Kebab House, tức là cái tiệm chuyên bán về bánh mì thịt cừu đó các bạn. Ở đây là rất tốt, very good. Kebab House tức là cái cửa bằng thịt bánh mì thịt, nhưng mà thịt đó là thịt cừu các bạn ạ. Và tất cả đã có được cái thực đơn người ta đang bán rất là nhiều. Nói chung thì ở Úc thực phẩm của các nước trên thế giới đều tụ tập về đây rất là nhiều các bạn ạ. Các bạn thấy cái cây như các cái trung tâm thực phẩm khác đó các bạn thấy thì ở đây giá cả cũng ghi đầy đủ tất cả các cái giá cả đầy đủ các cái như là bí bắp khô lan rất là nhiều các bạn. Cái giá cả thì người ta phải ghi đầy đủ các bạn thấy không? Táo táo xanh, táo đỏ đầy đủ các cái đây là cam các bạn này. Cam là 2 đồng ký cam nói chung là ở đây rất táo rất nhiều mọi người đi mua ở đây các bạn thấy nho này, nho tươi, nho đủ loại này, nho đen 6 đồng ký, nho màu vàng 4 đồng ký các bạn ạ, nho đỏ 5 đồng và chuối 3 đồng ký. Và đây các bạn thấy là tomato là 2 đồng ký các bạn, tomato 2 đồng ký. Khi các bạn muốn mua cái gì thì lấy cái túi ni lông mà các bạn đựng vô, đựng vô thì các bạn sẽ muốn lấy cái gì thì lấy. Các bạn Úc người ta đang mua trái cây đó các bạn. Ở trên đây tức là người Úc người ta bán hàng rất là nhiều các bạn. Hello. Ở đây tiệm supermarket của cái người Ấn Độ và người Afghanistan đó các bạn. Trang này bán món bởi vì đây nước Úc là nước đa văn hóa các bạn, do đó tất cả các cái thực phẩm rất nhiều nước trên thế giới tập về đây, châu Á, châu Âu rất là đông. Các bạn thấy những cái món ăn đặc sản của các nước trên thế giới. Và đây là cái tiệm gift shop, tức là đồ bán đồ quà tặng nữa các bạn, dụng cụ đủ thứ cái đồ gift shop ở đây. Gift shop này rất là bán đủ các cái quà tặng mà các bạn muốn tặng cho người thân của mình. Và đây là những cái đồ dụng cụ trong gia đình, dụng cụ trong gia đình, tất cả rất là dụng cụ trong gia đình rất là nhiều. Và kế tiếp là cái nơi bán áo quần các bạn ơi, bán áo quần tức là clothing, cửa hàng clothing. Ở đây cũng bán giá rất là tốt các bạn ạ, giá rất là tốt, thường thường giảm giá rất là nhiều, giảm giá rất nhiều. Các cái thời trang của chị em phụ nữ ở đây gọi là bargain booster, tức là bán rẻ các bạn.
Các bạn thấy bên trong là rất là nhiều nhé. Các bạn thấy bên trong là rất là đông, rất là đông. Hello, đây là áo quần đâu các bạn. Áo quần bán rất là nhiều. Bộ vest thông cũng có bán đồ tất cả các cái, rất là nhiều các bạn ạ. Đây cũng là một cái cửa hàng thực phẩm, thực phẩm về người á, và cái tiếp là pharmacy và cái văn phòng của bác sĩ. Các bạn thân mến, thì ở khu trung tâm khu vực người Việt của chúng ta thì cũng như cũng trung tâm khác, đầy đủ tất cả các những cái dịch vụ như là thực phẩm Á Châu, các cửa hàng cũng có các người sắc dân khác như là Ấn Độ hay là Pakistan hay là của China thì Việt Nam như nhau rất là nhiều. Và đồng thời cũng có những cái cửa hàng bán về các cái dịch vụ gia đình, thực phẩm và văn phòng, các cái dịch vụ như là bác sĩ hay là nha sĩ, tiệm bán thuốc tây vân vân, rất rẻ. Thì các bạn thấy là cái khu thương mại này thì rất đông, mà bây giờ là buổi trưa thì cũng ít người đi, nhưng mà mình dễ quay hơn đó. Các bạn thấy cái thực khánh đời sống của Úc đây, là người ta bán hàng rất là nhiều. Đây là tất cả các bát thịt, đủ thứ các bạn ạ. Buổi trưa thì nó yên tĩnh, mình quay rất là thuận lợi các bạn, chứ buổi sáng thì nó ồn. Khu vực này thì cũng đầy đủ các cửa hàng đó các bạn, rất đầy đủ các cửa hàng. Ở đây là Good Value Gift Shop, tức là cái bán cái giá tốt. Mà bên kia là supermarket. Ở đây là trước cái trung tâm bán thịt đó các bạn. Thịt tươi, bò, cừu, gà, gốt, vân vân, rất là nhiều các bạn ạ. Các bạn thấy bên đây là cái chỗ bán vé số với là chuyển tiền. Ở khu này thì nói chung là người Việt mình cũng có, người Á Châu mình có, nhưng Discount Chemistry, Chemistry rất là chỗ bán thuốc tây rẻ. Các bạn thấy nơi nào ở chợ hay là khu vực của Úc là xe hơi cũng là đậu rất là nhiều. Ở đây cái khu vực này là cái đường bít máy bay nó xuống, do đó tôi nghe cũng tiếng ồn cũng nhiều các bạn, tiếng ồn của máy bay. Tiệm đó là tiệm mà bán bánh mì đó các bạn. Tiệm bánh mì. Bên kia là cái tiệm giày dép của người Ý, và tiệm bánh mì nữa, bánh mì nữa. Và đến đây là cái chỗ mà chuyên bán về thịt đó các bạn, chuyên bán về thịt các bạn. Bên kia là cái restaurant bar ở phía trên, ở phía dưới là cái tiệm là bán tạp hóa và thực phẩm Á Châu.
Thân chào các bạn, phía bên kia tức là cái cửa hàng Thách Agent Accountant đó các bạn, tức là nơi đó người ta thực thế và kế tiếp cửa hàng computer, bán mua và sửa computer các bạn ạ. Và ở đây là cái tiệm nail của người Việt mình nha các bạn. Đây là tiệm nail người Việt, các cô làm trong tiệm nail này rất là đông, rất đẹp, thẩm mỹ là của người Việt là mình ở đây. Đây là cái tiệm nail các bạn, mấy cô đang làm ở trong. Đây là tiệm thực phẩm Á Châu chuyên gửi tiền về Việt Nam các bạn. Tiệm thực phẩm Á Châu mở cửa 7 ngày. Ở đây có bán các hàng hạt giống đó các bạn, hạt giống trái cây đó các bạn. Lalo Dairy Market là cái tiệm thực phẩm hàng ngày, bán hàng ngày. Và đây là cái thực phẩm của người Việt, tiệm thực phẩm Á Châu. Tới đây là cái cửa hàng gọi là chú quý, bán thực phẩm ở trong đó đó hả, cái nhà hàng. Laundry là chỗ này chuyên giặt và sấy áo quần đó các bạn. Nếu các bạn muốn đem áo quần tới đây giặt sấy thì đem vô trong này, giặt sấy. Bên trong có máy móc rất nhiều. Và kế tiếp đây là một cái cửa hàng thực phẩm. Đây là cửa hàng Camisa Mobile, bán và mua. Các bạn ạ. Đây là cái tiệm bán là thực phẩm Á Châu, tiệm thực phẩm Á Châu. Ở đây người ta cũng bán đầy đủ các cái nè, đu đủ kho thơm. Đây cái này là bưởi dưa hấu, rất là nhiều các bạn, đu đủ. Tiệm thực phẩm này là Kim Lan thực phẩm Á Châu các bạn. Các bạn bên thân mến, bên kia là cũng có những cái tiệm hải sản seafood các bạn ơi. Hải sản seafood là tiệm thực phẩm Á Châu nữa, sản phẩm hải sản. Và các bạn thấy là xe cộ cũng buổi trưa nhưng mà rất là đông người. Đây là khu trung tâm này, chỗ này là các bạn có thể ngồi uống cà phê ha. Uống cà phê rồi uống cà phê và ngồi ngắm cảnh của những người đi chợ. Đây các bạn thấy cái bánh này 15 đồng 50 này ha. Cà phê đủ thứ bánh đấy. Khu này là người ta bán thực phẩm rất nhiều các bạn, thực phẩm rất là nhiều. Người ta chưa ít người đây nhưng mà bán rất là nhiều. Market fruit rất là bán được thực phẩm rất nhiều các bạn ạ. Các bạn thấy cũng vui, biết được cái cuộc sống ở Úc đầy đủ dịch vụ. Các bạn thấy lần nữa cái cửa hàng trái cây này rất là rộng rãi, rất là đông. Fruit and market rất là đông. Ở đây là bán thịt các bạn ạ, điểm bán thịt. Bán thịt rất là nhiều. Đây là các bạn thấy là bán tất cả những cái lọ nước giải khát, thùng 24 đồng. Đây các bạn bán Baker House, tức là trong đó có bán cà phê và bánh và đủ thứ. Đây các bạn thấy bán bánh nè, sinh nhật đủ thứ bánh. Cửa hàng này
bán bông đó các bạn. À, bông. À, người Úc đi chợ hả? Bán bông mà. Bán bông rất là nhiều. Đây là tiệm nữ trang đó các bạn. Tiệm nữ trang. Các bạn thấy cái tiệm nữ trang này là bán rất là nhiều nữ trang. À, nhiều nữ trang lắm. Đây có cái tiệm phở Covi Việt Nam Restaurant đó các bạn. Phở Covi. À, tiệm phở các bạn ha, đang mở cửa. Các bạn thấy cái tô phở và dĩa giá rất là ngon lành ha. À, đầy đủ. À, tô phở nè, giá rau. À, đây là bánh mì quá không ạ? Cái này. À, đây là giò chả Phùng Cường đó các bạn, giò chả này. À, giò chả rất là ngon các bạn nha. À, bán giò chả nè. Ở đây là tất cả các loại giò chả đó các bạn. Đồng tiếng mắc kịch. Ở đây là Vĩnh Long Restaurant các bạn nha. À, tiệm Vĩnh Long Restaurant, hôm qua có tiệm Mỹ Tho rồi. À, bây giờ tiệm Vĩnh Long Restaurant. À. À, đây là những cái tiệm thực phẩm. Ở đây người ta bán những cái món như bò bít tết, thịt lâm thịt. À. Đây là cửa hàng này pizza các bạn nha. À, thách quay pizza, đã trang trí rồi đó. Đây, cửa hàng thực phẩm ở trong. Trong này bán đủ thứ. Có quần, giày, dép, mũ, nón, đủ các cái bán. Kính thưa tất cả các bạn thân mến, Trillium đã xin giới thiệu với các bạn khu vực miền Bắc của thành phố Melbourne, khu vực Lalo, là khu vực thương mại của người Việt. Thưa các bạn, thì trong cái trung tâm thương mại của người Việt ở đây thì cũng đầy đủ tất cả các dịch vụ như đã trình bày với các bạn, là chợ và các cái dịch vụ cộng đồng như là văn phòng bác sĩ, luật sư, nha sĩ, pharmacy, vân vân. Tất cả các cái dịch vụ này á, trong đó thì sát dân người Việt chúng ta cũng đông, nhưng mà đa số những người di dân Á Châu. Một lần nữa, Trillium xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của Trillium trong thời gian qua. Và các bạn nào đã xem thì cố gắng cho Trillium một cái đăng ký, subscribe hoặc like để cho Trillium có được cái niềm vui nho nhỏ. Đồng thời chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Một lần nữa Trillium trân trọng xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tới. Thân ái xin chào tạm biệt các bạn.